Dạ em chào quý cô chú anh chị em đang xem kênh đặc sản quê tôi. Em mới thử nghiệm thành công một công thức làm bánh chuối chiên rất là mới. Bánh rất là giòn xốp và thơm ngon mới lạ. Và đặc biệt là bánh giòn rất là lâu. Hôm nay em sẽ chia sẻ công thức mới này để chị em cùng xem. Bây giờ em mời cô chú anh chị em cùng xem cách làm. Nguyên liệu đầu tiên mình cần có là chuối xiêm chín vừa mùi. Chuối xiêm chín mùi quá thì khi mình chiên sẽ dễ bị bể, còn chuối xiêm chưa được mùi thì ăn sẽ bị chát và ít ngọt. Phần bột thì em dùng ở đây là 3 loại bột: 100g bột gạo, 100g bột mì đa dụng và 50g bột bắp. Bột gạo thì giúp cho bánh chiên được giòn hơn, tuy nhiên là để lâu thì bánh sẽ bị cứng. Bột mì cũng giúp cho bánh chiên giòn nhưng mà để lâu thì bánh sẽ bị mềm. Hai loại bột này thì kết hợp với nhau thì bánh sẽ được giòn và không bị mềm, không bị cứng. Còn bột bắp thì sẽ giúp cho món chiên của mình được giòn và xốp hơn. Ngoài ra thì em có dùng thêm một trái bắp Mỹ tươi. Em thấy là dùng thêm cái bắp Mỹ tươi này sẽ giúp cho cái bánh mình nó có cái độ giòn giòn sừng sực và ăn nó thơm ngon lạ miệng hơn. Và với lượng bột này thì phần đường mình sẽ dùng từ 40 đến 50g đường. Ở đây em dùng là 40g đường. Một lon nước có ga không đường để lát nữa mình pha bột. 20g mè đen, nửa muỗng cà phê muối và nửa muỗng cà phê bột nghệ để mình tạo màu cho đẹp. Trái bắp này thì sau khi rửa sạch thì em sẽ bào mỏng ra. Bắp sau khi bào mỏng ra thì nếu như nhà mình không có máy xay thì mình bầm sơ lại cho nó nhỏ bớt cũng được. Còn nếu có máy xay thì mình cho vô mình xay cho nhuyễn lại bớt ha. Tùy ý thích, nếu như mình thích còn cái xác để mình nhai nó giòn giòn thì mình không cần xay nhỏ lại cũng được, mình để như vậy cũng được. Còn nếu như mình thích nó mịn hơn thì mình xay nhỏ. Tiếp theo mình sẽ cho tất cả các loại bột vào trong một cái thau lớn để mình pha bột. Em cho bột gạo nè, 100g, 100g bột mì, 50g bột bắp, 40g đường, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột nghệ. Mè thì mình chưa có cho, lát nữa mình sẽ làm sao. Lượng bột và lượng nước rất là dễ nhớ. Tổng lượng bột mình dùng là 250g thì lượng nước sẽ là gấp đôi, là 500ml nước. Anh chị có thể dùng 500ml nước ấm để pha bột cũng được. Còn ở đây để tăng thêm cái độ giòn cho bánh cũng như là giúp cho cái bánh mình được giòn lâu thì em dùng thêm một lon nước soda có ga của Aquafina. Thì hiệu nào cũng được hết, anh chị miễn sao anh chị dùng cái nước uống có ga không đường giùm em là được. Nhất là mấy anh chị ở nước ngoài đó thì rất là dễ mua cái nước có ga không đường ha. Và cái lon này ở đây là 320ml. Thì em sẽ dùng thêm 180ml nước nóng pha với một lon 320ml này nữa là tổng cộng là 500ml nước. Mình dùng nước nóng mình pha thêm với cái này nữa thì nó vẫn còn ấm ấm ha. Mình sẽ cho vào bột mình khuấy từ từ lên. Mình cho một lần ít nước thôi thì mình khuấy sẽ dễ tan bột hơn. Mình thấy bột tan hết thì mình cho hết nước vào luôn. Rồi mình cho cái bắp mà lúc nãy mình xay nè, mình cho hết vào luôn. Khuấy đều lên nữa là xong. Mình để cho bột nghỉ khoảng 10 phút. Trong khi đó mình sẽ đi chuẩn bị chuối. Chuối thì mình bóc vỏ, rồi mình chẻ đôi ra. Xong rồi em dùng cái túi ni lông em cho vào mép lại. Mình cho vào túi thì mình sẽ dễ ép hơn. Đó, mình xếp nhỏ lại như vậy nè. Mình muốn cái bánh nó lớn hay nhỏ thì mình xếp lại theo ý mình. Rồi mình dùng cái thớt hay cái dao cái gì nặng nặng đó, mình ép cho mỏng. Mình ép cái chuối cho mỏng ra. Mình thích dài cỡ nào thì mình ép cỡ đó, mình thích dài hơn nữa thì mình ép cho dài ra. Rồi mình khuấy đều cái thau bột lên nè.
Rồi chuối đó thì một bề á là bề lưng nè, còn bề này là bề ở bên trong ruột nè. Thì khi mà mình để chuối ra, mình sẽ lật ngửa cái bề trong ruột lên. Mình lật ngửa cái trái chuối lên như vậy. Đó, rồi cái trái sau mình sẽ, cái nửa miếng sau đó lát nữa mình sẽ úp lại. Rồi mình ép nửa miếng tiếp theo nè. Cái túi ni lông á, mình có thể cho một tí xíu dầu ăn vô trong. Mình bôi xíu vô dầu ăn bên trong á, thì mình dễ lấy chuối ra. Nửa cái miếng chuối lúc nãy đó mình lật ngửa lên, thì bây giờ nửa miếng chuối này mình sẽ úp lại. Mình ráp lại với nhau thì thành là một trái chuối, thì lát nữa mình chiên nó sẽ phồng tròn. Khuôn làm bánh chuối thì có bán ở ngoài các cái cửa tiệm bán dụng cụ làm bếp như là nồi niêu xoong chảo đó. Thì mình ra đó mình hỏi khuôn chiên bánh chuối là có ha. Mua khuôn đó rất là dễ, nhưng mà hôm nay thì em không mua khuôn đó em làm, mà em dùng cái này là cái chai dầu ăn, dầu ô liu đó. Thì em cắt như thế này nè. Hoặc là mình dùng cái chai nước suối, hay là nói chung là chai nước suối hay chai dầu ăn gì đó mình cắt cũng được. Hoặc là nếu mà anh chị ở quê á, thì mình dùng cái bẻ chuối á, mình làm cũng được ha. Thì em muốn làm cái cách này để chị em nếu như không mua được cái khuôn á, thì mình vẫn có cách để mình làm cái khuôn. Rất là đơn giản. Cái chai dầu ăn hay là chai nước suối đó, mình chỉ cần cắt cái phần đáy nè. Mình cắt phần đáy và mình cắt cái phần trên này như thế này nữa. Thì mình bo cái góc như thế này là xong, lại mình được cái khuôn. Để chiên được một cái bánh chuối giòn ngon thì ngoài cách pha bột ra thì cái khâu chiên bánh rất là quan trọng luôn. Đầu tiên á là dầu, khi mình chiên thì cái dầu mình nó phải thật là sôi chứ không phải là sôi quá để mình đưa vô rồi cháy ha. Thì mình cho cái đũa vào, mình thấy nó sôi lên như vậy nè, cái đầu đũa nó tiêm sôi mà sôi nhiều như vậy nè là được rồi nè, là dầu đạt rồi đó. Bây giờ mình có thể chiên bánh được rồi. Mình khuấy bột cho đều lên, vì trong quá trình mình để có khi bột nó sẽ bị lắng. Dùng cái muỗng hay cái đũa mình cho một đầu chuối lên trên cái khuôn nè. Đó, không nhất thiết là mình phải cho bột bám lên quá nhiều đâu ha, không nên cho bột quá nhiều. Mình cho bột chảy xuống bớt đi nè, rồi mình thả chuối ra. Mình thấy chuối bắt đầu nổi phồng lên thì mình nhúng bột thêm một lần nữa. Mỗi một lần mà mình nhúng thêm bột á là cái bánh nó phải hơi xém vàng như vậy thì mình mới nhúng thêm bột ha. Và mỗi lần nhúng thì mình cũng khuấy bột lên cho nó đều rồi mình mới nhúng. Lần nhúng thêm bột cuối cùng thì mình mới cho mè đen vào, mình rắc thêm mè lên để cho đẹp. Hoặc là mình sẽ cho vào trong bột lúc mà mình chuẩn bị chiên, chứ mình không có cho sớm. Cái nào vàng á thì mình gấp ra trước, bánh phải đủ độ vàng thì bánh mới giòn. Mình cho ra giấy thấm dầu.
Và đây là thành phẩm bánh chuối chiên công thức mới. Ở đây em làm hai kiểu. Đây là cái trái chuối mà hai miếng chuối chẻ đôi và cặp lại với nhau nè. Thì nó bung tròn ra như thế này, nhưng mà nó hơi to. Còn đây là cái bánh mà em chỉ chiên có nửa cái trái chuối nè. Thì em làm hai kiểu để những chị em mà muốn làm cái công thức này để kinh doanh á, thì tùy mình có sự lựa chọn ha, mình muốn làm kiểu một trái nguyên trái hay là mình làm nửa trái thì tùy. Em thấy cái nào cũng đẹp hết trơn á. Cái này thì nó hơi lớn, nó phồng tròn đẹp. Còn cái này thì nó dẹp dẹp, nhìn nó gọn gàng. Những cái bánh này là em chiên trước nè, nó đã nguội rồi nè. Em cảm thấy là cái công thức này nó rất là giòn luôn á. Đó, anh chị thấy nè, rất là giòn luôn, mặc dù là những cái bánh này đã nguội rồi. Có nghĩa là đây là những cái mẻ mà em chiên trước lúc nãy nè. Còn những cái này là em chiên sau nè. Vì cái chảo mình không có chiên được một lần đó. Đó, anh chị thấy nè. Đó, rất là giòn luôn. Mặc dù là bánh đã nguội. Em mời anh chị ha. Bây giờ em ăn thử rồi nói cảm nhận anh chị nghe nè. Bánh rất là giòn và xốp, và bên trong thì rỗng ruột như vậy nè. Đây là hai cái trái chuối nhập đôi lại đó, thì nó sẽ phồng tròn to ra như thế này và rỗng ruột luôn. Và cái bột á, mình pha mỏng mỏng, mình pha lỏng á, mình pha cái công thức này là nó lỏng, nó không có bị đặc. Cho nên là mình chiên, mình nhúng bột nhiều lần nhưng mà cái bột nó vẫn mỏng, nó mỏng và nó giòn, nó không có bị dày bột, khi mình ăn nó sẽ không có bị cứng. Và nó thơm cái mùi bắp nữa. Nói chung là em rất là thích cái công thức này luôn á, đặc biệt là nó rất là giòn. Và kể cả cái cách mình chiên á, mình chiên như thế này thì em thấy nó cũng tăng thêm cái độ giòn nữa. Nó không có bị dày bột, cho nên là cái bánh mình nó không có bị mềm mềm bên trong á. Đây là một cái công thức chuối chiên rất là mới mà em thấy nó ngon và khá là hài lòng. Em đã có nhiều video làm bánh chuối chiên rồi, nhưng mà em thấy em rất là hài lòng cái công thức này. Nếu mà hôm nào có thời gian thì anh chị nên thử cái công thức này. Còn những anh chị nào mà muốn kinh doanh bánh chuối chiên đó thì cũng nên thử một lần qua cái công thức này đi, vì em thấy là nó giòn và mình để giòn cũng lâu, nó không có bị cứng, nó giòn và nó mềm, nó xốp chứ nó không có bị cứng. Như vậy là em vừa chia sẻ xong thêm một cách pha bột chiên bánh chuối mới. Em cảm ơn cô chú anh chị em đã xem hết video. Nếu thích video thì xin dành tặng cho em một like và một nút đăng ký kênh. Và nhớ ấn luôn cái chuông để nhận được thông báo khi em ra video mới. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.